Chào các bạn, hiện nay trên sản phẩm Smart Home vừa cho ra mắt phiên bản nâng cấp của mạch cầu thang thông minh Full 28 bậc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các điểm ưu việt của phiên bản này. Sản phẩm được thiết kế với hộp nhựa nhỏ gọn, bảo quản tốt, hoạt động dưới điện áp 12V DC phù hợp với các loại led dây, led thanh. Với 28 led hiển thị trực quan cho 28 đầu ra được kết nối với các connector rất tiện lắp đặt. Đặc biệt nhất trong phiên bản này là chức năng mở rộng lên đến 4 cảm biến và việc thay đổi số bậc theo yêu cầu của từng hộ gia đình. Và sau đây mình sẽ demo mạch với chương trình có sẵn của nhà sản xuất, đầu vào 2 cảm biến hồng ngoại cho việc di chuyển lên xuống cầu thang. Khi di chuyển lên, cảm biến một quét và các đèn sẽ sáng dần lên theo phía cầu thang, rất nhạy phải không nào? Tương tự, nếu ta di chuyển xuống cầu thang, cảm biến 2 quét và led sẽ chạy theo chiều ngược lại. Các cảm biến chạy rất nhạy. Có thể điều chỉnh biến trở để thay đổi khoảng cách quét của cảm biến. Các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần comment nhé. Đừng quên chia sẻ sản phẩm tuyệt vời này với bạn bè và người thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo.